Hello, nam ra nhà em lên rồi, gió trên càng rét rồi. Đập mẹ bên kia đây đây chạy thì dễ này. Đứng đây đâm này chạy đang chờ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Con được lên đâu chú ơi. Chưa nặng mà hôm qua được.